Vụ việc xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước, theo một văn bản được Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ NORAD công bố. Theo văn bản này, vào lúc 6 giờ chiều, NORAD đã phải điều một tiêm kích 16 và một trực thăng lên để điều tra khi một máy bay tư nhân xâm nhập vùng không phận cấm bay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Ban Bích. Thiếu tá Malaza nghe thuộc NORAD nói trước khi bị đánh chặn, viên phi công trên máy bay tư nhân đã thiết lập liên lạc và rời khỏi vùng cấm bay. Vụ việc được giải quyết không để lại sự cố gì. Khi Tổng thống Mỹ tới điện viếng thăm, mọi hoạt động hàng không, với rất ít trường hợp ngoại lệ, bị cấm trong bán kính 15 km tính từ sân bay quốc tế Ban Bích. Một số hoạt động hàng không nhất định được cho phép diễn ra ngoài vòng bán kính này nhưng phải cách sân bay ít nhất 45 km. Tuy nhiên, mặc dù đã có các cảnh báo tới các phi công do cơ quan hàng không liên bang Mỹ đưa ra, đã có hàng chục trường hợp phi công các máy bay tư nhân vẫn bay lạc vào vùng hạn chế bay. Theo cơ quan hàng không liên bang Mỹ, chỉ trong năm đầu tiên nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, đã có 73 phi công bay lạc vào vùng hạn chế bay. Theo kênh truyền hình Today Mỹ, từ khu nghỉ riêng Mar-a-Lago tới sân golf ở New Jersey rồi về nhà ở thành phố New York, Tổng thống Trump đã trải qua 19 tuần bên ngoài Nhà Trắng kể từ khi nhậm chức. Và cứ mỗi lần vi hành của Tổng thống, quân đội Mỹ lại phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ để bảo đảm an toàn cho ông, chống lại các mối đe dọa, bao gồm cả mối nguy từ trên không. Điều gì sẽ xảy ra nếu một chiếc máy bay ngỗ ngược bay vào khu vực có Tổng thống Mỹ và phớt lờ các cảnh báo yêu cầu rời đi? Phóng viên điều tra quốc gia Jeff Rosen của kênh truyền hình Today được trao một cơ hội hiếm hoi chứng kiến các bước lực lượng vệ binh không lực quốc gia Air National Guard kiểm soát bầu trời ra sao nhằm bảo vệ an toàn cho Tổng thống Mỹ. Từ bên trong một chiếc máy bay Cessna tư nhân bé nhỏ vào vai một máy bay không rõ tung tích xâm nhập vùng cấm bay của Tổng thống, phóng viên Rosen nhìn thấy một nhóm tiêm kích 16 bỗng xuất hiện vào lao tới máy bay của anh. Hai chiếc ép sát hai bên chiếc máy bay Cessna và yêu cầu phi công khai báo nhân thân. Khi phi công của chiếc Cessna, tất nhiên không phải phóng viên Rosen, với mục đích chứng tỏ cơ chế hoạt động của đội vệ sĩ trên trời bảo vệ Tổng thống, từ chối trả lời, một tiêm kích ngay lập tức cảnh cáo bằng cách bay vọt lên thực hiện động tác hít bút dàn mặt, bay lên và để ống phục động cơ phục thẳng vào máy bay đối phương với khoảng cách chỉ vài mét. Nếu trong trường hợp máy bay lạ vẫn không đáp lại, Rosen hỏi đại tá không quân Mỹ Jack Foerman, chỉ huy tác chiến của không đoàn tiêm kích vệ binh không lực quốc gia số 177, các ông sẽ bắn hạ nó chứ? Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ thi hành các quy định của NORAD. Và vâng, chúng tôi sẽ làm thế, đại tá Foerman nói với Rosen.